mua bánh mệt ơi là mệt. Trời tối rồi Bim được về lại xếp hàng đông ơi là đông, người ta mới bán cho có 2 hộp rồi đấy. Bánh này à, đợt này hot à, ai cũng mua luôn ý, thế nên là đông người mua lắm. Bánh này à, là bánh mochi đấy. Đây này, sờ mà xem, mềm 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 mềm, đủ các vị luôn. Có cả phô mai này, có cả bơ này. Buồn quá, ăn cái nào với mình. Bây giờ anh đi mua thì anh phải được ăn trước chứ. Bây giờ anh sẽ ăn cái màu trắng này. Quên em ơi, em quên mất. Quên cái gì cơ? Bây giờ trời tối rồi mà. Thì trời tối thì làm sao? Cô giáo dẫn đi, tối thì không được ăn bánh kẹo, không là sẽ bị sâu răng, con sâu to lắm. Ui, em nhắc anh mới nhớ, mấy hôm nay anh cũng có cái răng sâu ở trong đây này. Đau ơi là đau, cứ tối là nó lại đau. Thì ra là vậy, thế tối không được ăn đồ ngọt à? Mất công, mai mới mua bánh về. Thế thì bây giờ nhá, anh em mình để bánh ở đây, xong đi ngủ, sáng mai dậy thật sớm, xong anh em mình xuống đây ăn mỗi người một hộp nhé. Được rồi, đi, đi ngủ thôi. Tắt điện đi ngủ nè. A few moments later. Sáng rồi, dậy thôi. À, Cam ơi, xuống đây nhanh lên. Hôm qua mình có bánh chưa ăn cơ mà. Đi đi. Đâu, hôm qua để bánh ở đây đâu rồi? Này, Cam, bánh đâu hết rồi? Hôm qua để ở đây 2 hộp cơ mà. Sao bây giờ lại còn mỗi một miếng thế này này? À, anh biết rồi. Chắc chắn là đêm hôm qua, lúc anh đang ngủ, xong em lẻn xuống đây, em ăn hết bánh rồi phải không? Xuống đây anh tìm làm gì? Bao nhiêu bánh làm sao mà anh ăn hết được? Rõ ràng chắc chắn là em ăn. Ăn em ăn đi. Ăn rõ ràng là em. Em không ăn được miếng nào cả. Thế thì bánh ở đâu? Để ăn bánh nha. Xong lại còn ăn hết cả mấy cái vụn bánh này luôn. Lại còn nàng vãi đầy ra đây đây này. Vãi cả xuống đất đây này. Hả? Sao? Vãi nhiều xuống đất thế nhỉ? Ở đây cũng có này. Ô, cái miếng vụn bánh nó vào tới đây rồi. Nó chui cả vào gầm này này. Ôi tôi chết rồi. Thế là con chuột rồi. Hôm qua anh em mình để bánh ở ngoài thế này, khéo trong nhà có chuột rồi. Thế là tối nó mới mò lên đây, nó ăn hết bánh rồi. Còn có mỗi cái này thôi, thế này thì ăn làm sao được nữa. Mất bao nhiêu công anh đi mua, mai mới được bánh. Xếp hàng lâu ơi là lâu. Thôi, đừng khóc nữa. Anh đã bảo rồi mà. Bây giờ con chuột ăn mất rồi thì thôi. Cái gì đấy? Sao ai ở nhà mình thế kia? Hay là trộm? Trộm á? Nhưng mà hình như cái ông này bảo vừa nãy nè là ông bụt thì sao ấy. Mình trở lại đây xem đi. Ui dồi ôi, sao ông bụt lại đội cái gì thế này? Đội tóc giả chứ còn đội gì nữa. Chị Trang à, là chị đây. Tại sao hai em nhà cậu lại to tiếng với nhau thế? Mà em Cam làm sao lại không nghe? Tớ ngồi ở nhà tớ mà vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của em Cam, cho nên là tớ mới hiện ra đây đấy để xem nguyên nhân tại sao mà em Cam lại không nghe. Hôm qua tớ mua được 2 hộp bánh mochi, cái bánh này đang hot ở trên mạng ấy, em Cam em cứ đòi tớ đi mua, thế là tớ xếp hàng mãi mua về được. Thế nhưng mà hôm qua về tối quá, thế nên anh em tớ để đây xong đi ngủ, cái sáng dậy chả thấy bánh đâu, thì ra là bị mấy con chuột ăn hết rồi cậu ơi. Thế này em Cam ấy, em thấy đang ăn vạ ở kia kìa, em cứ dãy nảy lên đòi bằng được con. Bánh mochi này á? Đúng rồi, cái bánh mà có mấy cái viên tròn tròn này, xong rồi chấm với cả mấy cái sốt đây này. Ui, đây là con chuột ăn nó bỏ lại đây. Anh em nhà cậu hậu động quá. Đêm đi ngủ thì phải lấy lồng vàng mà úp vào chứ. Để tơ hơ ra như thế này bảo sao mà chuột ăn mất. Nhưng mà cái bánh này nó đơn giản mà cậu, tớ làm rồi. Hai anh em nhà cậu có thích ăn không? Chị làm rồi á. Cậu biết làm cái món này á?
Nhà tớ có nguyên liệu làm ra cái bánh này đấy. Ui, tớ tưởng là cái bánh gì nó khó lắm cơ, hóa ra là cái bánh mochi này. Thế cậu về cậu mang một ít nguyên liệu nhà cậu sang đây, xong rồi làm cho tớ với em Cam ăn đi. Chứ mà tớ đã được ăn miếng nào đâu mà biết là nó ngon hay không ngon. Bình thường chỉ nhìn thấy ở trên mạng người ta ăn thôi. Yêu à. Đây này, nguyên liệu ở trong cái túi này này. Đây này Cam ơi, nhìn trông giống hình các cái bánh của các cậu chứ. Đúng rồi, có bánh tròn tròn này, xong lại có cả sốt này, đúng như kiểu hôm qua anh mua ấy. Xem nào, mở cái túi này ra này. Ôi, em Cam đừng bóc bơ ra, nó chảy mất đấy. Nó chảy mất đấy, đấy đi. Em bóc ra là lắm, các bạn kia sẽ đến ăn hết bơ của em đấy. Xem nào, trong này là cái gì đây? Đây là bột ngô này. Đây là đường này. Đây là hương bột trà xanh. Ôi nhiều bột này, bột cacao này. Này có cả bột hạnh nhân này. Dừa này, sữa này. Ui nhiều thế. Cái này là gì? Hình như là cái dao. Cái dao mới cả đũa. Còn đây ý, là mấy cái nắp của hộp này. Hộp này chính là cái hộp mà để mình nước sốt đúng không? Đúng rồi. Rồi. Thật mang nhiều đồ nhỉ. Cái này thì tha hồ mà làm em ơi. Hướng dẫn sử dụng này, sữa tươi này. Và đây là bột gạo nếp. Wow. Thế thì mình bắt đầu làm thôi cậu ơi. Đầu tiên này, cho cái túi bột nếp này vào. Đây. Cam có muốn khuấy cho em. Bây giờ chúng mình sẽ làm phần bánh mochi nhé. Here we go. Sau đó mình thêm cái bột ngô này vào này. Ok Cam cẩn thận nó vãi ra này. Đấy. Sau đấy là cho tinh bột ngô này. Em Cam nhiệm vụ là khuấy đều lên nhá. Khuấy bột nàng nghe của em. Tiếp theo là mình cho thử khói đường này nữa vào này. Bây giờ nó đang trong quá trình nắm bột đấy. Đây sẽ là... Đấy, anh trộn đều cả đường lên rồi nhá. Đây, cho cả cái gói sữa này vào này. Đấy, em khuấy như thế này anh cưới đều rồi. Không, phải cho hết cả cái gói sữa này vào cơ. Thì nó mới mềm được cái bột này. Khuấy mạnh như thế này, xong miết miết nhiều vào thì cái bột nó mới tan được ra hết. Đấy, em phải khuấy mạnh mạnh như này này. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, đấy. Here we go. Em Cam khuấy chuyên nghiệp rồi đấy. Ôi, yêu. Em Cam khuấy thế nào mà bắn hết cả bột ra ngoài thế này? Đấy. Em Cam khuấy kiểu gì vậy? Tớ thấy bột tan hết rồi Trang ơi. Thế xong rồi thì mình làm bước thứ nào tiếp theo? Bây giờ sẽ phải cho cái hỗn hợp này vào nồi hoặc chảo chống dính để đun lên cậu ạ. Đổ cái bột vừa nãy vào chảo này. Cho vào chảo chống dính nha các cậu ơi. Không lát nữa nếu mà không phải là chảo chống dính ý, thì nó sẽ dính hết vào chảo đấy. Quấy đều liên tục ở lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp bắt đầu đặc lại. Hỗn hợp đang bắt đầu đặc lại rồi này các cậu ơi. Cậu nhìn thấy không? Mình phải cho nhỏ lửa nữa nhá. Đấy. Đấy. Cần nhỏ lửa thôi, không này sẽ bị cháy bột đấy. Nó đang đặc lại rồi đấy này. Đặc lại xong mình làm gì nữa hả cậu? Đặc lại thì chúng mình sẽ cho bơ vào và tiếp tục khuấy đều. Bơ đâu cậu ơi? Đây 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 đây. Đây mình sẽ cho cái bơ này vào nhá. Cái bơ này là cái vừa lúc nãy đây này. Cho bơ này vào thì bột của mình sẽ ngậy hơn. Đấy. Rồi. Cho bơ vào này thì bánh sẽ rất là ngậy. Ngậy, thơm và ngon. Chúng mình khuấy đều khi nào thấy bột không dính vào chảo nữa và màu của bột trong lại, không còn là màu bột trắng nữa thì là đạt cậu nhé. Rồi, đây này, có đấy. Những chỗ nó màu trong trong rồi này cậu. Đúng ơi. Rồi, nó phải trong suốt như thế này này. Thì này chúng mình sẽ tắt bếp đi. Làm cho đơn giản đấy nhỉ? Không đơn giản đâu, cái này nó quánh lắm đấy. Thế nên là phải người lớn thì mới làm được, còn em bé thì không làm được đâu. Chưa ăn được đâu, phải một tí nữa cơ. Tí nữa mình sẽ lặn lặn thành những cái viên mà như hôm qua ở trong hộp bánh mình mua. Đúng rồi, lặn thành các viên tròn ấy. Trong khi chờ phần bánh mochi nghỉ cho bớt nóng thì chúng mình sẽ làm phần kem chấm nha. Kem chấm này xem nguyên liệu gồm những gì nào. Một chai Wing Pink Green. Đổ vào đây này. Đấy. Được rồi, tiếp đến là chúng mình sẽ cho sữa đặc vào. Sữa ông thọ này nhá, một hộp sữa ông thọ này. Em thích ăn. Đấy,
em thích ăn ngọt thì chúng mình sẽ đổ lớp sữa này vào. Bây giờ chúng mình sẽ đánh kem này lên nhá. Here we go. Khi nào cái lớp kem này nó hơi đặc lại, có vân nhẹ thì là đạt. One hour later. Ui em Cam, bạn Nhím ơi, tôi đánh kem thế nào mà một tiếng rồi mãi vẫn không thấy nó đông lại thôi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Em cũng mày đánh kem đấy. Đây để tớ lắc cái máy đánh kem mà cho. Cái máy đánh kem này của em Cam xịn sò thật đấy. Đây chờ anh lắc là xong, xong em đứng ra đây. Đấy em cầm, xong em nhúng vào đây. Ui, vừa mới đánh một tí mà nó đã bong lên rồi này. Em Cam múc nhanh lên. Bây giờ chúng mình sẽ làm kem sô-cô-la, kem trà xanh và kem sữa. Chia kem ra 3 bát đi em Cam. Có phải là làm mấy cái sốt sốt chấm chấm như này không nhỉ cậu nhỉ? Bây giờ ơi, cậu ơi, sau khi múc ra bát xong rồi mình sẽ đổ mấy cái bột này vào à? Đây, đổ bột trà xanh và bột cacao vào. Để em bổ cho. Đây, em Cam đổ bột trà xanh vào đi. Đấy, em Cam nhấc cao lên. Còn anh sẽ cho một ít bột trà xanh này vào. Nhưng cái trà xanh này mình cho ít ít thôi. Không ăn nhiều quá là nó sẽ hơi bị hắc đấy. Nó bị hăng ấy. Vừa vừa thôi cậu. Đấy, được rồi. Để gọi là cho nó có màu thôi. Sau đó em Cam nhiệm vụ khuấy lên nhá. Here we go. Anh nhìn thoáng cái này này. Cái này có vẻ là em Cam cho hơi nhiều bột này rồi. Hơi bị đặc đấy. Đâu để chị kiểm tra xem bột đã hết nóng chưa. À, hết nóng rồi đấy. Hơi ấm ấm thôi. Bây giờ chúng mình sẽ đeo găng tay vào nhá để nhào bột. Em Cam đeo găng tay vào đi. Mỗi người sẽ đeo 2 chiếc găng tay. Rồi, chị đeo xong rồi này, em Cam đeo xong chưa? Đấy. Em không đeo được. Đeo găng tay để nhào bột ra. Đây, em Cam chọn tay ở đây. Cái găng tay này hơi to so với em Cam. Nào, tay bên kia đâu? Rồi. Ok chưa? Cái này được rồi đấy. Đấy, Cam cho lên tay như này này. Bóp mạnh vào. Đấy, con phải ăn đấy nha. Con làm rơi xuống đất xuống hải lắm. Mất công cả buổi sáng đây. Anh xin lỗi em Cam nhá. Bột thế nào mà nó lại lao thẳng vào mặt em Cam các cậu ạ. Chờ em Cam chỉnh được găng tay thì chị nhào bột xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chia bột thành những khối nhỏ. Đây này, chia thành các viên nhỏ như thế này. Đấy xong em Cam, cầm chấm vào những cái bột đấy cho anh. Rồi bỏ vào hộp. Here we go. Ui giời. Cái bánh của em Cam từ lúc nãy tới mặt tròn thế nào mà em Cam chấm qua lớp sô cô la. Bây giờ nó méo sạch cả ra rồi đây này. Thôi được rồi, cái này để tí nữa cho em Cam ăn nhá. Lăn qua một lớp bột hạnh nhân này. Đấy, chị lăn được một chiếc bánh rồi đây này. Phải lăn tròn như thế này chứ. Cho vào hộp. Em Cam lăn méo quá. Đây, vị sô cô la đây. Cho cả vị trà xanh này nữa, vị trà xanh tớ thích ăn này. Em Cam thế nào, tớ đang nhào bột, cứ lấy bột ra để ăn. Nhưng mà nó ngon lắm ý. Đây, nặn các cái viên để lên giấy. Sau đó em Cam và bạn Nhím sẽ đi quét các lớp bột vào nhá. Cái này ấy, thực ra mình cần gì phải nặn thành hình tròn đâu. Để tớ sẽ sáng tạo lên nhá. Đây, đây tớ sẽ sáng tạo lên những cái món bánh mochi của riêng tớ luôn. Bạn Nhím nặn bánh mochi thế nào mà không có hình dù cậu ơi. Có cả hình một chiếc bánh donut này. Đúng rồi, tớ thích ăn donut mà. Làm cả bánh mochi hình donut luôn. À, dưa hấu à. Đây, miếng dưa hấu đây này. Miếng dưa hấu bổ hình 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 tam giác đây. Xong rồi tớ nặn cả hình con gì đây? Mochi hình con voi này cậu ơi. Đấy. Đây á. Đúng rồi. Đây mà là con voi á. Châm chả đúng con voi. Đây, chưa xong. Nó còn thiếu một cái tai nữa đây này. Một cái tai to nữa này. Đấy, trông chả giống con voi rồi còn gì nữa. Nói chung á, với cái bánh này mình có thể tạo mọi hình luôn. Đây, tớ sẽ chấm cái bánh donut này này. Đầu tiên này, chấm 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 vào đây. Các cậu ơi, đấy. Khi mà chấm vào đây thì mình sẽ dễ cầm hơn. Đấy, bánh donut vị trà xanh này. Tiếp theo, lấy hình cái con voi này nhá. Rất là khéo, con là con đấy. Cái này mà cậu nhìn cậu bảo là không giống con voi à. Lại tiếp tục cho con voi vào trà xanh này. Đấy các cậu ơi, làm cái này vui ơi là vui. Năm nữa cái bánh này chỉ bạn Nhím thích ăn thôi chứ còn tôi không thích ăn mấy cái bánh đấy đâu. Tiếp theo là hình con sâu này. Lại cho trà xanh tiếp này.
Trời ơi, vào đây. Hình vuông này tôi sẽ cho sô-cô-la. À, một nửa sô-cô-la, một nửa trà xanh luôn. Thế nó mới đẹp mắt này. Đấy. Tớ thích ăn bánh vị hạnh nhân, cho nên tớ sẽ lăn bánh qua bột hạnh nhân nhá. Đấy, lăn qua bột hạnh nhân này. Sau đó xếp vào hộp. 5 minutes later. Ta-da! Vậy là chúng mình đã làm xong bánh mochi rồi. Đủ các hình thù, đủ các vị luôn. Đây là dừa sấy vụn không đường các cậu ơi. Sẽ đổ ra các cái cốc này nhá. Sau đó bọn mình sẽ cầm bánh mochi và chấm lần lượt vào những cái cốc này để ăn. Đúng rồi. Đây anh xin. Đây. Cái này này chính là cái để xiên vào bánh đấy. Chị xin, chị cảm ơn. Đây, đổ dừa vụn ra hai bên nhá. Bây giờ chúng mình sẽ thử ăn xem vị bánh của ai ngon nhất nhá. Nào, em Cam thích ăn vị gì? Ăn vị màu trắng đấy à? Vị màu trắng là vị hạnh nhân. Rồi bây giờ rồi. Em chấm vào đâu không? Đây, em Cam thích chấm vào nước sốt nào? À, chấm vào nước sốt màu trắng. Rồi, chấm đi. Ngửa lên, sau đó ngửa lên. Rồi, xong em Cam chấm qua một lớp này nữa. Đấy, chấm vào đấy nữa, rồi. Rồi, ăn thử đi, xem ngon không? Vị như nào em Cam? Bắt được cái dừa à, ăn được vị dừa à? Thế thì em Cam ăn cái vị này đi, vị bên lớp ngoài của bánh này. Xem đấy. Có được không? Ngon nhỉ? Ngon á? Để chị thử nhá. Một miếng này, chấm nước sốt này. Đấy, chấm nhiều nước sốt như này vào. Sau đó chấm vào dừa vụn này. Đấy, phải như thế này ăn mới ngon này. Một miếng nhá, ăn thử xem ngon không nhá. Bây giờ đến lượt tớ nào. Tớ sẽ thích ăn cái con voi này nhất. Nhưng mà con voi này nó to quá. Thế nên tớ sẽ dùng cái dao kèm theo cái hộp bánh này này để cắt cái con voi cho nó nhỏ ra. Cắt cái đầu con voi này. Đấy. Ôi giời, tớ tưởng cậu đấy. Ăn cả con voi chứ. Ăn cả con voi á? Thì nghẹn lắm đây. Đây, ăn cái đầu con voi này. Cái voi này. Chấm vào vị nào nhỉ? Vị sô-cô-la. Đây. Vị ca-cao. Ơ, cậu không chấm vậy nè. Tớ quên mất. À, cậu với em Cam chắc không thích ăn cái vị này đâu. Bởi vì nó sẽ hơi đắng đấy. Ngon rồi đấy. Bây giờ tớ sẽ cắt lên cái đuôi con voi này. Ôi khổ thân, con voi bị chia ra từng mảnh. Chấm vị matcha này, vị trà xanh này. Wow. Vị này ăn ngon hơn vị sô-cô-la đấy. Sô-cô-la hơi đắng cậu ơi. Không, cái này không phải sô-cô-la đâu. Mà cái này là vị ca-cao, cho nên nó sẽ đắng đấy. Nên bạn nào không ăn được đắng thì đừng ăn cái vị ca-cao này nhá. Để tớ thử ăn vị ca-cao em Cam làm nhá. Bánh tam giác đấy. À, bánh tam giác của cậu làm đúng không? Đúng rồi, để tớ làm. Chấm cái này này. Chấm thật nhiều vào, đấy. Thật nhiều nước sốt thì ăn sẽ ngon. Xong sau đó là chấm vị dừa vào. Cũng ngon rồi ạ. Đấy, thế là hôm nay từ những nguyên liệu mà tớ mang đến, chúng mình đã làm thành công một bánh mochi rồi. Đủ các loại vị luôn. Ăn cái bánh này mềm, thơm, ngon, ngậy. Đúng như ở ngoài hàng luôn các bạn. Thế này thì chúng mình cứ mua nguyên liệu về làm được bao nhiêu kiểu luôn đúng không? Đúng rồi. Các bạn thích ăn hình tròn, hình vuông, hình tam giác đều được. Tớ còn chưa ăn cái bánh donut này của tớ đây này. Mà đỡ phải xếp hàng lâu như ở ngoài kia. Hôm qua tớ xếp hàng lâu ơi là lâu đấy. Thôi, bọn mình ăn tiếp đi.